Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nguồn nguyên nhiên liệu ngày càng khan hiếm, tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, việc phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được coi là xu hướng phát triển tất yếu không chỉ trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam. Thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ xanh hóa sản xuất hay thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, trong thời gian qua, ngành công thương đã triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp, giảm phát thải các chất gây ô nhiễm nhằm tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Gần đây, kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương giai đoạn 2020-2025 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch này nhằm đưa ra lộ trình và các ưu tiên việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của ngành với các nội dung chính như hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ngành công thương, ngăn ngừa, kiểm soát các nguồn thải, hạn chế các rủi ro, sự cố môi trường, xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, nhận diện các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới và phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững, bám sát mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp. Môi trường hiện nay trong ngành công thương thì tôi nói nặng chủ yếu là quan tâm đến vấn đề sản xuất về chất thải trong các khu công nghiệp hiện nay thì thành phố cũng đang tiến hành tập trung xây dựng các cái khu nhằm để xử lý rốt ráo những vấn đề về môi trường do các cái nghiệp thải ra. Thành phố Đà Nẵng cũng hướng đến là kêu gọi các cái doanh nghiệp đầu tư và sử dụng các công nghệ gọi là tiên tiến để mà trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, còn các cái công nghệ mà cũ lạc hậu thì thành phố không thích. Các chuyên gia kinh tế nhận định, kinh tế xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ đến bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Tại Việt Nam, để tăng tính cạnh tranh trong hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều doanh nghiệp đã coi trọng phát triển kinh tế xanh thông qua việc sản xuất, cung ứng hàng hóa theo các tiêu chí xanh, sạch, minh bạch thông tin sản phẩm để khẳng định vị thế trên thị trường. Theo tôi, kinh tế xanh được hiểu đơn giản là một nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo tính công bằng về mặt xã hội. Trong đó, xu hướng phát triển công nghiệp xanh tập trung vào mục tiêu chính là hạn chế phát thải khí CO2, hóa chất độc hại từ các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất ra môi trường. Chúng tôi trong nhiều năm qua luôn luôn nỗ lực cho việc phát triển sản phẩm có tính đổi mới sáng tạo để có những sản phẩm ngày càng thân thiện với môi trường. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, để hướng tới các mô hình sản xuất xanh, tăng trưởng bền vững, cần có sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp cũng như những thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 được xem là nền tảng giúp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp chuyển đổi kinh tế xanh, tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, rất cần những cơ chế, chính sách phù hợp của các cơ quan chức năng, địa phương trong việc khuyến khích các mô hình sản xuất, tiêu dùng xanh để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.